Công an quận 12 điều tra vụ 3 người bị thương lúc sáng sớm ở tiệm massage. Nghe tiếng la ó, người dân chạy đến kiểm tra thì thấy 3 người, gồm 2 nữ, 1 nam, ở tiệm massage bị thương nặng. Hơn 11 giờ ngày 22 tháng 7, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc 3 người ở tiệm massage bị thương nặng trên địa bàn P, Tân Hưng Thuận. Công an khám nghiệm hiện trường theo thông tin ban đầu. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, người dân sống trên đường Sông Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nghe tiếng hô hoán thất thanh bên trong tiệm massage. Nhiều người chạy đến thì thấy một cô gái nằm gục trước tiệm massage, cô gái còn lại cũng bị thương chạy từ trong tiệm ra ngoài. Lúc này, một nam giới rơi từ trên cao tiệm massage xuống đất, cũng bị thương. Cũng theo người dân, nam giới này có biểu hiện bất thường và được cho là đã dùng hung khí tấn công hai cô gái rồi nhảy lầu. Cả ba người đều làm tại tiệm massage, không phải khách bên ngoài vào. Công an sau đó có mặt đưa những người bị thương vào bệnh viện. Hiện nguyên nhân ba người bị thương tại tiệm massage trên đường Sông Hành, quận 12, đang được công an điều tra làm rõ.